Một buổi chiều mùa đông tại Hà Nội và chúng ta đã có mặt tại sân bóng Thành Phát, nơi diễn ra trận đấu trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 5 bảng A giải bóng đá Thọ Xuân League Season 2 năm 2022. Trong trận đấu ngày hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Xuân Trường và Trường Xuân. Hai cái tên rất nổi của bóng đá Thọ Xuân ngày hôm nay họ sẽ gặp nhau ở vòng thi đấu thứ 5. Trọng tài đang làm những thủ tục cuối cùng để trận đấu được diễn ra. Để tiện cho quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin được cập nhật những cái tên ra sân ngay từ đầu của cả hai đội bóng trong trận đấu ngày hôm nay. Trong trang phục áo bít xanh chuối sẽ là đội bóng Xuân Trường, họ sẽ ra sân với thủ thành Sơn Lâm. Cao thủ mang số 11 Trọng Sĩ, số 12 Văn Kiên, đội trưởng mang số 14 là Minh Tâm, số 7 Đình Dũng, số 19 Văn Đạt và số 95 là Văn Mạnh. Ở trong hiệp 1 này, cao thủ Xuân Trường sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn nhỏ quý vị các bạn. Phía đối diện sẽ là đội bóng FC Trường Xuân. Ngày hôm nay Hoàng Chris và các đồng đội sẽ đối đầu với một đội bóng cực kỳ mạnh, đó là Xuân Trường. Bên phía Trường Xuân họ sẽ ra sân với, đứng trong khung gỗ sẽ là thủ thành Nguyễn Đình Tuấn, mà số 37. Các cầu thủ đội trưởng mà số 7 Hoàng Chris, số 8 Văn Cường, số 10 Quang Linh, số 18 Đình Thành, số 26 Đình Nam và số 88 là Tất Sơn. Ở trong hiệp 1 này, đội bóng Trường Xuân sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn nhỏ của các bạn. Trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Phương Dầu, một trong những trọng tài rất khắt khe của Hà Nội. Những diễn biến đầu tiên của hiệp 1 trận đấu này. Và theo thông tin chúng tôi nhận được thì ngày hôm nay bên phía đội bóng Trường Xuân đã có mặt của các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, một động lực không hề nhỏ với những cầu thủ thi đấu ở trên sân. Lượng cổ động viên của Trường Xuân ngày hôm nay đến với sân Thạch Phát cũng là rất đông. Họ đã không ngần ngại di chuyển từ Thọ Xuân, Thanh Hóa và ra Hà Nội để dự khán trận đấu ngày hôm nay. Đường truyền của Quang Linh, đây là Hoan Crit, đội trưởng của đội bóng Trường Xuân. Rất hay, vẫn là số 7. Được chuyền lên của cầu thủ Xuân Trường. Rất tốt. Bóng vẫn chưa đi hết đường biên. Văn Mạnh. Trung vệ tòng của đội bóng Xuân Trường ngày hôm nay đó là Đình Dũng. Rất hay. Đã có lỗi của các cầu thủ Trường Xuân. Ở vòng thi đấu thứ tư, đội bóng Xuân Trường đã có một chiến thắng rất giòn giá trước Thọ Lộc với tỷ số là 6-1. Chiến thắng đã giúp cho đội bóng này bay cao trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Ngay sau đó là Trường Xuân, họ sau trận hòa với Thọ Hải cũng đang có được 5 điểm và đứng ở vị trí thứ hai ở bảng A. Đưa bóng vào, đánh đầu. Tình huống dứt điểm đầu tiên của đội bóng Xuân Trường, đó là cú đánh đầu của số 19 Văn Đạt. Được chuyền lên Hoàn Crit, không thể qua được trung vệ bên phía đội bóng Xuân Trường, nhưng vẫn là cầu thủ Trường Xuân, Hoàn Crit. Đưa bóng vào, Hoàn Crit đánh đầu.
đẳng cấp đến từ những cầu thủ bên phía FC Trường Xuân. Người ghi bàn là Đình Nam. Tình huống đánh đầu cận thành của Đình Nam. Chúng ta đang theo dõi lại tình huống này. Công lớn trong bàn thắng vừa rồi thuộc về số 7 Hoàng Crit. Một sự khởi đầu như mơ của đội bóng Trường Xuân. Tỷ số đã là 1-0, 1-0 dành cho đội bóng Trường Xuân ở trong trận đấu ngày hôm nay. Rất cháy, đó là những cầu thủ đang thi đấu ở trên sân của đội bóng Trường Xuân. Không thành công. Tình huống xử lý bóng của Phan Văn Cường. Đường chuyền về của Trọng Sĩ. Còn đây là Đình Dũng. Rất tốt. Xuân Trường cũng không phải là một đối thủ dễ chơi. Họ cũng là một đội bóng thi đấu rất tốt ở những giải Thọ Xuân những mùa trước đó. Giải bóng đá Thọ Xuân League Season 2 năm 2022 năm nay với 10 đội bóng tham dự, chia làm 2 bảng. Và trận đấu ngày hôm nay của chúng ta đang là trận đấu diễn ra ở bảng A. Đưa bóng vào, đánh đầu. Rất tốt, đó là tình huống bật lên của Quang Linh. Rất bình tĩnh, vẫn là số 8. Được chuyền cho Honkrip. Trọng tài Phương Dầu rất bình tĩnh và chuẩn xác trong những tình huống cất còi của mình. Xuân Hiếu cũng là một cầu thủ rất đáng chú ý bên phía đội hình của Xuân Trường. Rất hay. Nỗ lực vừa rồi là của số 26 Đình Nam. Sẽ có thêm một tình huống đá phạt góc dành cho Trường Xuân. Đã có sự không hiểu ý. Hoàn Crit. Vừa rồi là tình huống xử lý của Quang Linh. Còn trung vệ bên phía Trường Xuân mới là số 18 Đình Thành. Quay rát đến từ đội bóng Trường Xuân đang làm các cầu thủ bên phía Xuân Trường loay hoay tìm kiếm những tình huống phát triển bóng lên phía trên. Họ không chủ động quay rát từ phần sân của đối phương mà chỉ cần bóng qua vạch giữa sân là ngay lập tức có sự áp sát để mất bóng nguy hiểm. Nhưng đó là sự tham gia phòng ngự đến từ Hoa Crit. Chắc chắn rồi, đó sẽ là một tình huống rất đau đớn đến từ số 7 bên phía đội bóng Trường Xuân. Anh đã lăn xả trong tình huống vừa rồi. Những tình huống chuyền bóng như vậy rất có thể dẫn đến những chấn thương nặng. Hoàng Crit là một cầu thủ có tốc độ, có kỹ thuật và những tình huống dứt điểm của anh cũng rất mạnh mẽ. Sự lo lắng đang đến với cao thủ Trường Xuân. Và dường như ở sân bên cạnh đã có bàn thắng. Trong trận đấu giữa Thọ Lâm Thọ Diện và Xuân Hòa đã có một bàn thắng dành cho đội bóng Xuân Hòa. Rất may là Hoàng Crit vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Hoàng Crit
Trọng Sĩ. Vẫn là số 11 Trọng Sĩ. Đường chuyền dài. Rất thầy. Tình huống xử lý của Văn Cường Quang Linh. Cú ra chân của số 10. Rất tốt. Hoàn Grit. Đã có lỗi của cao thủ Xuân Trường. Quang Linh cũng là một số 10 điển hình của bóng đá sân 7. Cầu thủ này đã có một thời gian khoác áo AFC 36, một trong những đội bóng của fan Arsenal tại Hà Nội. Quang Linh không có lỗi, tình huống dẫn bóng của Quang Linh nguy hiểm quá, cú dứt điểm vừa rồi không thành công. Đó là Văn Đạt. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Từ sau tình huống mà Quang Linh đã để mất bóng, và số 19 bên phía Xuân Trường đã có một cú ra chân chất lượng, nhưng rất tiếc bàn thắng vẫn chưa đến với đội bóng Xuân Trường. Đường chuyền dài không qua được Trọng Sĩ. Cướp bóng rất tốt của Xuân Nam. Đập bóng an toàn. Tình huống phạm lỗi từ phía sau. Rất may trong tình huống vừa rồi Đình Nam đã không phải nhận một chiếc thẻ vàng từ trọng tài Phương Dầu. Một tình huống phạm lỗi từ phía sau khá nguy hiểm của số 26 bên phía Trường Xuân. Pha phối hợp. Nhưng tình huống đưa bóng vào là không thành công của cầu thủ bên phía Xuân Trường. Đó là tình huống xử lý của Đỗ Văn Kiên. Tình huống phạm lỗi tiếp tục thuộc về Đình Nam. Đình Nam cũng đang gặp phải vấn đề. Vẫn là tình huống triển khai bóng tấn công của Xuân Trường. Tình huống trả bóng về của Trọng Sĩ. Đình Dũng. Đường chuyền dài của Đình Dũng không qua được Đình Thành. Như vậy sự thay đổi người rất sớm đến từ FC Xuân Trường. Người vào sân là Phương Nam, còn người rời sân đó là Trọng Sĩ. Băng già của thủ thành bên phía FC Trường Xuân. Cao thủ Trường Xuân cần phải chơi tập trung hơn. Những đường bóng tấn công rất mạnh mẽ của FC Xuân Trường. Tình huống phối hợp. Đưa bóng vào.
rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi với tình huống khống chế bóng của Xuân Hiếu. Sẽ có thêm một thiếu đá biên nữa. Đưa bóng vào, đánh đầu. Tình huống lao vào rất mạnh mẽ. Và Quang Linh cắt bóng cũng mạnh mẽ không kém. Một trận đấu rất hấp dẫn trong khuôn khổ của vòng thi đấu thứ 5 bảng A giải bóng đá Thọ Xuân League season 2 năm 2022. Phương Nam. Phương Nam sẽ là cầu thủ thực hiện tình huống đá biên. Rất tay. Thiếu chút nữa đã có bàn thắng dành cho đội bóng Xuân Trường. Nhưng trọng tài Phương Dầu đã xác định rằng đó là một thiếu phạm lỗi. Phút thứ 15 trận đấu giữa Xuân Trường và Trường Xuân. Tỷ số tạm thời vẫn đang là 1-0 nghiêng về Trường Xuân. Với bàn thắng duy nhất đến lúc này được thực hiện do công của Đình Nam. Dứt điểm ngay. Rất nguy hiểm. Đã có tình huống phạm lỗi của số 26 bên phía Trường Xuân. Cú ra trần chất lượng đến từ Quang Linh. Quay rát rồi. Tình huống quay rát của cầu thủ Trường Xuân đã ngay lập tức làm gây nên sự lúng túng và bối rối nơi hàng phòng ngự của Xuân Trường. Nhưng bản lĩnh của đội bóng Xuân Trường cũng không phải bàn cãi ở trong giải đấu năm nay. Tài người rất tốt. Những tình huống đè bóng và cài người rất hay đến từ số 4 Xuân Hiếu. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Bóng đã được phá ra. Hoàn Crit. Như vậy ngày hôm nay Lê Minh Tâm, đội trưởng bên phía Quảng Linh. Dứt điểm ngay. Không vào. Tình huống qua người và dứt điểm rất hay đến từ Quảng Linh. Tình huống dứt điểm bằng chân trái rất quyết đoán của số 10. Bóng ói ra và không thể có một tiếng đá bồi dành cho Trường Xuân. Thiếu chút nữa thì tỷ số đã là 2-0. Như vậy là đội trưởng của Xuân Trường ngày hôm nay đó là Minh Tâm. Minh Tâm ngày hôm nay mang chiếc áo số 4. Rồi đã nhầm số áo với số 4 của Xuân Hiếu. Quang Linh. Quang Crit. Để mất bóng nguy hiểm, phản công dành cho Xuân Trường. Quả người rất khéo. Không thể qua được Đình Thành. Hoàn Crit. Rất tốt. Đình Nam. Phá bóng lên rất mạnh của đội trưởng Minh Tâm. Số 10 Quang Linh đang là cầu thủ điều tiết lối chơi của Trường Xuân trong trận đấu ngày hôm nay. Quang Linh.
không có tình huống đưa bóng vào của Trường Xuân. Ở bảng B thì Xuân Thiên vẫn đang ngự trị trên ngôi đầu bảng với 6 điểm. Xếp ngay sau đó là Xuân Lập. Xuân Lập cũng đang có được 5 điểm sau 4 trận đấu. Còn số trận đấu của Xuân Thiên vẫn là 3 trận đấu. Đường chuyền lên hơi sâu, đó là đường chuyền của số 19 Văn Đạt. Tiếp tục là Quang Linh, không có tình huống trả bóng về tuyến hai với tình huống đá biên và dâng lên của Quang Linh. Được chuyền của Đình Tuấn, Hoàng Chris. Được chuyền hay, Hoàng Chris cơ hội mở ra. Đó là bàn thắng thứ hai dành cho Trường Xuân. Và như thường lệ, người ghi bàn vẫn là Đình Nam. Còn người chuyền bóng vẫn là Juan Chris. Quá hấp dẫn ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta đang được theo dõi lại tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai của Trường Xuân. Vẫn là một miếng đánh quen thuộc. Và lần này vẫn là Đình Nam cùng một tình huống để bóng thực sự là quá thuận lợi. Tỷ số đã là 2-0 dành cho Trường Xuân. Sự có mặt của ban lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân tại sân bóng Thành Phát vào lúc này đang như tiếp thêm sức mạnh dành cho đội bóng của xã nhà thi đấu. Một trận đấu rất hay của các chàng trai áo xanh. Vẫn chưa có những cơ hội thực sự rõ ràng dành cho Xuân Trường. Lúc này chúng ta cùng chờ xem bản lĩnh của đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng tính đến thời điểm vòng thi đấu thứ tư. Quang Linh, chúng ta trần nhanh như điện của số 10. Rất tốt, đó là tình huống đánh đầu của số 88 Tất Sơn. Ngày hôm nay Minh Tâm với 3 bàn thắng. Đến lúc này của giải bóng đá Thọ Xuân League vẫn đang nằm trong top ghi bàn. Ngày hôm nay anh vẫn đang gặp khó khăn trước hàng phòng ngự của Trường Xuân. Tình huống đấm bóng an toàn của thủ thành bên phía Trường Xuân. Rất mạnh mẽ, đó là Hoàng Chris. Quang Linh, tình huống xử lý của Văn Kiên rất nguy hiểm.
Cú ra trận vừa rồi là của Tất Sơn. Giật thảy Hoàng Crit. Được chuyền không thành công của số 7 bên phía Trường Xuân. Đó là tình huống vội vàng của số 7 bên phía đội bóng Trường Xuân. Tình huống có vẻ là hơi nóng ruột và vội vàng đến từ Đình Dũng. Cao thủ Xuân Trường cần phải bình tĩnh hơn trong những tình huống xử lý của mình. Trên sóng live stream của chúng ta ngày hôm nay rất thú vị khi những cổ động viên của Trường Xuân cũng đang cổ vũ rất nhiệt tình cho đội bóng nhà ở trên sóng live stream. Và rất nhiều 5 lít rượu đã được tặng thưởng cho các cầu thủ Trường Xuân. Một đặc sản rất thú vị của bóng đá phong trào Thanh Hóa. Như vậy là trong trận đấu ngày hôm nay thì Đình Nam đã có cho mình một cú đúp và anh sẽ được thưởng 10 lít rượu từ cổ động viên Hậu Đức bên phía đội bóng Trường Xuân. Xin chào Nguyễn Hoàng Sơn, trận đấu chúng ta đang được thi đấu ở trên sân bóng Thành Phát, số 1 Hoàng Minh Giám. Quay trở lại với trận đấu này, đó là tình huống mà Hoan Crit bị phạm lỗi. Hoàng Crit, tình huống phối hợp vẫn còn. Hoàng Linh, đường chơi của Tất Sơn. Rất thầy, đó là kinh nghiệm của số 88 bên phía Trường Xuân. Ở trong hiệp một này thì trọng tài Phương Dơ vẫn chưa rút ra một chiếc thẻ vàng nào. Đấu đang chơi với tốc độ và chuyền môn rất cao. Đường chuyền của Minh Tâm gọn gàng đã đến với tình huống bắt bóng của thủ thành Đình Tuấn. Sơn Lâm cũng là một thủ thành thi đấu rất tốt bên phía SC Xuân Trường. Bóng đã đi hết đường biển. Phát bóng lên dành cho Trường Xuân. Ôi! Sẽ có thêm một tiếng đá phạt góc dành cho Xuân Trường và đó là câu trả lời của Minh Tâm. Đưa bóng vào.
những phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1 trận đấu giữa FC Xuân Trường và FC Trường Xuân. Và đúng này, trọng tài Phương Dâu đã đổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất trận đấu giữa Xuân Trường và Trường Xuân. Hai đội tạm rời sân nghỉ ngơi với tỷ số là 2-0 nghiêng về phía đội bóng Trường Xuân bằng hai bàn thắng của Đình Nam. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong ít phút trước khi quay trở lại với hiệp 2 của trận đấu này.
bắt cái lời cái trận hôm ở bên đấy là đúng ra anh đi về nó để anh không ở đây đấy. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sân bóng Thành Phát, nơi diễn ra trận đấu giữa FC Xuân Trường và FC Trường Xuân, diễn ra trong khuôn khổ lượt thi đấu thứ nhất vòng 5 của giải bóng đá Thọ Xuân League Season 2 năm 2022. Và lúc này thì đội bóng Trường Xuân đang tạm dẫn trước đội bóng Xuân Trường với tỷ số là 2-0. Các bàn thắng được ghi do công của cầu thủ mang áo số 26, đó là Đình Nam. Minh Tập rất khỏe, bóng đã được phá ra và người phá bóng đó là Tất Sơn. Chúng ta sẽ cùng chờ đón xem bản lĩnh của FC Xuân Trường khi họ đang gặp bất lợi với việc bị dẫn trước hai bàn. Thiếu chút nữa bóng đã đến với Hoàng Crit, rất hay. Rất chắc chắn đó là Đình Tuấn. Tất Sơn, Hoàng Crit, đường truyền của Hoàng Văn Hoàn. Lợi thế, dứt điểm ngay. Thêm một cú ra chân chất lượng nữa đến từ FC Trường Xuân. Và lần này lại là số 10 Quang Linh. Lợi thế dành cho FC Trường Xuân trong pha bóng vừa rồi. Bóng được trả lại tuyến 2. Nhưng rất tiếc vẫn thiếu đi gì đó sự chuẩn xác đến từ cú dứt điểm cuối cùng của Quang Linh. Đình Dũng, Duy Giáp. Đình Dũng, lối chơi rất hợp lý đến từ Trường Xuân. Họ để lại khoảng trống từ phần sân nhà cho Xuân Trường, nhưng chỉ cần bóng được phát triển lên, ngay lập tức đã có cái bóng áo xanh rượt theo. Xuân Trường cũng là một đội bóng có lối chơi khó chịu. Họ có Minh Tâm, cầu thủ có khả năng dứt điểm rất tốt. Cùng với đó là sự chia bài rất hay đến từ Đình Dũng. Nhưng trong ngày hôm nay họ thực sự đang gặp khó với một FC Trường Xuân thi đấu hợp lý. Đánh đầu lên. Rất tốt. Cú dứt điểm cuối cùng đó là Phan Văn Cường. Đường truyền hơi vội vàng.
Hoàng Chris. Hoàng Chris vấp phải sự truy cản rất quyết liệt của các hậu vệ bên phía Xuân Trường. Vẫn là Văn Hoàn. Dứt điểm đến từ Hoàn Grit. Bóng đã được phá ra. Đá biên dài cho Trường Xuân, như thường lệ vẫn là Quang Linh. Đường chuyền rất cuộn của Quang Linh. Thêm một tình huống nữa, Tất Sơn cho thấy sự kinh nghiệm của mình. Dứt điểm từ xa. Dứt điểm ngay, thêm một cú đá rất mạnh nữa thuộc về Xuân Trường. Bóng quay trở lại với Đình Dũng. Tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Xuân Trường. Thêm một lần nữa, số 7 bên phía Trường Xuân nằm sân. Thêm một tiếng đá phạt nữa dành cho đội bóng áo xanh. Và như thường lệ, người đứng trước bóng vẫn là Quang Linh. Dứt điểm rất mạnh. Vẫn có khoảng trống trong tình huống dứt điểm vừa rồi của Quang Linh. Sơn Lâm vẫn đang chơi tốt trong khung thành của Xuân Trường. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 dành cho Xuân Trường. Rất bất ngờ. Người ghi bàn đó là Văn Đạt. Vậy bên phía Xuân Trường, người đứng trong khung thành lúc này đó là Văn Kiên. Bàn thắng rất bất ngờ đến với các cầu thủ bên phía Xuân Trường. Và rất có thể trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều sau bàn thắng vừa rồi của Văn Đạt.
Lợi thế lúc này dành cho Xuân Trường, xin lỗi, dành cho Trường Xuân chỉ là một bàn mà thôi. Nỗ lực không ngừng nghỉ của đội bóng Xuân Trường đã giúp họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Hoàng Linh. Bên phía sân số 7 thì dường như Xuân Hòa cũng đã có bàn thắng thứ hai. Chuyển bóng hơi nguy hiểm của Quang Linh. Sẽ có thêm một tình huống đá phạt góc nữa dành cho đội bóng Trường Xuân. Đưa bóng vào. Bóng đã chạm tay Đình Đàm. Và một chiếc thẻ vàng dành cho số 26 trong tình huống vừa rồi. Lỗi cố tình dùng tay chơi bóng của Đình Đàm. Ôi! Cú dứt điểm của Duy Giáp. Hoàng Linh. Hoàng Linh. Được chuyển hơi mạnh của số 18 Đình Thành. Đánh đầu. Khá nguy hiểm với cú đội đầu vừa rồi của Minh Tâm. Phán đoán điểm rơi không tốt đến từ Đình Nam. Thêm một cú chèo bóng nữa hướng tới vị trí của Minh Tâm. Cố Hoàng Crit. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Đã có một cơ hội mở ra với tình huống bằng xuống vừa rồi của Đình Nam. Nhưng không có hat-trick dành cho số 26 bên phía đội bóng Trường Xuân. Hoàng Crit. Hoàng Crit. Bóng quay trở lại với FC Xuân Trường. Hơi ít khoảng trống trong tình huống cầm bóng vừa rồi của Văn Đạt. Cơ hội đã mở ra thực sự với cả hai đội bóng trong những phút vừa qua. Thêm một lần nữa Đình Dũng lại chuyền bóng hơi mạnh. Đình Thành. Đường chuyền không tốt của số 18 bên phía Trường Xuân. Lúc này đội bóng Xuân Trường đang là đội bóng có được tinh thần tốt hơn. Thêm một đường chuyền nữa của Đình Dũng, bóng đi không chuẩn xác. Thêm một đường chuyền không địa chỉ nữa của các cầu thủ bên phía Trường Xuân. Khá đáng tiếc với tình huống đội đầu nữa của Minh Tâm. Đưa
thật gọn gàng. Hoàng Linh rất nhanh, đường chuyển ngang hơi nguy hiểm, rất tốt. Đó là tình huống xử lý của Minh Tâm. Minh Tâm đã xử lý một tình huống rất cố gắng với việc bóng hơi chuồi đi. Duy Giáp rất chuẩn xác, đường treo bóng rất nguy hiểm của các cầu thủ bên phía Xuân Trường. Thực sự là những giây phút sóng gió diễn ra trước khung thành của thủ thành Đình Tuấn bên phía Trường Xuân. Như vậy trong những phút sắp tới thì Thanh Tùng sẽ được tung vào sân, rất nguy hiểm. Có lẽ người rời sân sẽ là Đình Nam. Và đúng là như vậy, Đình Nam sẽ là người được cho ra nghỉ. Người vào sân đó là Thanh Tùng. Hoan Crit vẫn là số 7. Hoan Crit, bóng quay trở lại với Hoan Crit, đưa bóng vào. Vừa rồi thì đã có một tình huống Hoàng Crit bị phạm lỗi nhưng trọng tài đã cho một tình huống lợi thế dành cho đội bóng Trường Xuân. Rất dứt khoát. Đánh đâu? Thêm một lần nữa người dứt điểm lại là Văn Đạt. Nhưng may mắn vẫn chưa đến với các cầu thủ Xuân Trường trong tình huống vừa rồi. Lúc này thì chỉ một mình Hoan Crit có mặt ở trên hàng công của đội bóng Trường Xuân mà thôi. Cao thủ Trường Xuân cần phải thi đấu chậm lại. Lợi thế hưng phấn đang thuộc về Xuân Trường. Còn khoảng 10 phút nữa cho những cố gắng của Xuân Trường. Hoàng Linh Hoàng Crit dứt điểm không trúng tâm bóng. Duy Giáp đá phạt dành cho FC Xuân Trường. Người phạm lỗi là cầu thủ mới vào sân Thanh Tùng. Sẽ là một tình huống treo bóng rất tốt nữa của Đình Dũng. Chúng ta cùng chờ xem. Đình Dũng rất nhanh. Tình huống băng lên như một mũi tên của Đình Dũng. Còn. Đây em cùng nữa mà.
2 tiếng nữa. Ô, đông quá. Đình Tuấn. Tình huống kê chân của đội bóng Xuân Trường. Cú dứt điểm không chuẩn xác của Quang Linh. Lợi thế tâm lý đang thuộc về Xuân Trường. Họ đang vùng lên để có bàn thắng gỡ hòa. Chậm lại nào, chậm lại nào. Chậm lại em ơi. Thành Tùng. Phan Crit. Dứt điểm ngay. Quạt bóng sang chân trái và tình huống dứt điểm của số 7. Bàn thắng thứ 3 vẫn chưa đến với cao thủ Trường Xuân. Vậy đã có bàn thắng thứ 3 dành cho Xuân Hòa ở sân bên cạnh. Có lẽ sẽ là một chiến thắng thuyết phục dành cho đội bóng Áo Cảm. Rất tốt. Chuyền dài. Người chạm đầu cuối cùng là Đình Sơn. Xin lỗi, đó là Đình Thành, số 18 bên phía Trường Xuân. Đưa bóng vào. Vẫn là tình huống đá biên của Phương Nam. Đưa bóng vào. Khá nguy hiểm. Hơi vội vàng đến từ Văn Mạnh. Sóng gió đã qua đi trước khung thành của Đình Tuấn. Hoàng Linh. Hoàng Crit. Trọng tài xác định sẽ có tình huống phát bóng lên dành cho Xuân Trường. Đình Dũng. Đây là Duy Giáp. Đây rồi. Một khoảng trống mênh mông bên phía hành lang cánh trái của Trường Xuân trong tình huống vừa rồi. Không hiểu tại sao Minh Tâm là cầu thủ thi đấu rất tốt bên phía Xuân Trường mà không có một cái bóng áo xanh nào theo kèm Minh Tâm trong tình huống vừa rồi. Rất may cho Trường Xuân
Bàn thắng gỡ hòa không đến với Xuân Trường cho tình huống vừa rồi. Đình Dũng. Bình Tập rất mạnh mẽ. Bình Tâm. Thêm một cú dứt điểm nữa đến từ số 4 bên phía Xuân Trường. Còn khoảng chừng 5 phút nữa cho những cố gắng cuối cùng để có bàn thắng gỡ hòa của Xuân Trường, cũng như là bảo vệ thành quả của đội bóng Trường Xuân. Quang Linh, Thanh Tùng. Bên phía Xuân Trường có sự thay đổi người. Như vậy là Phương Nam được cho ra nghỉ. Người vào sân sẽ là Viết Cường. Lão tướng bên phía Xuân Trường sẽ vào sân. Hoàn Crit, Thanh Tùng đã biên lên dành cho Xuân Trường. Rất khẩn trương. Tình huống theo bóng của Văn Cường vấp phải sự theo kèm rất gian của Minh Tâm. Nếu như kết quả này được giữ nguyên đến hết trận đấu này, Trường Xuân sẽ vươn lên vị trí đầu bảng với 8 điểm. Hoàn Crit. Thiếu chút nữa đã có bàn thắng thứ 3 dành cho Trường Xuân trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Trận đấu ở những phút cuối đang rất hấp dẫn. Vô cùng khẩn trương đến từ các chàng trai bên phía đội bóng Xuân Trường, và sự không phòng ngự cũng không hề biết mệt mỏi đến từ các cầu thủ bên phía Trường Xuân. Đây là Minh Tâm. Đây rồi, Văn Cường. Tiếp tục. Rất mạnh mẽ. Văn Cường. Bóng đi hết đường biên. Tình huống xử lý của Phan Văn Cường. Bóng đi hết đường biên. Phút thi đấu cuối cùng của trận đấu giữa Xuân Trường và Trường Xuân. Trận đấu đang hấp dẫn đến từng giây phút ở trên sân Thành Phát vào lúc này. Lỗi đẩy sau của Văn Hoàn. Đình Dũng. Đường chuyền hay. Thanh Tùng. Đây rồi, Văn Cường được chuyển quá mạnh rồi. Cú dứt điểm của Thanh Tùng. Rất đau đớn đến từ Hoàng Chris.
Vấn đề đã đến với cái đầu gối của Hoa Chris trong tình huống vừa rồi. Một trong những tình huống cứu bóng của hiệp 1 đã khiến cho chân trái của số 7 bị đau. Và vừa rồi lại một tình huống nữa. Như vậy là Hoa Chris vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Những nỗ lực không hề biết ngừng nghỉ đến từ các cầu thủ Trường Xuân. Liệu rằng họ có thể giữ cho mình được 3 điểm trên sân Thành Phát vào ngày hôm nay hay không? Và những sự cố gắng cũng không hề biết mệt mỏi đến từ Xuân Trường. Thành Tùng rất bình tĩnh. Qua người thành công, trả bóng về. Thành Tùng, Quang Linh. Cơ hội dài cho Xuân Trường. Qua người không thành công. Không hiểu tại sao Thanh Tùng lại không chuyền bóng cho tình huống vừa rồi. Xin lỗi, đó là tình huống xử lý của Đình Thành. Cơ hội lại mở ra. Hoàng Chris. Lợi thế. Đây rồi. Và đúng lúc này trọng tài đã đổi còi kết thúc trận đấu giữa Xuân Trường và Trường Xuân. Các cầu thủ Trường Xuân đang lao vào nhau và ăn mừng. Trận đấu khép lại với tỷ số là 2-1 nghiêng về phía FC Trường Xuân trong một buổi chiều mùa đông, và họ sẽ có 8 điểm, kèm theo đó là vị trí đầu bảng thuộc về đội bóng áo xanh. Xin chia buồn cùng với FC Xuân Trường. Họ đã cố gắng nhưng ngày hôm nay họ thực sự không may mắn. Lúc này thì buổi tường thuật trực tiếp của tôi cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu tiếp theo của giải bóng đá Thọ Xuân League mùa thứ 2 năm 2022. Xin chào và hẹn gặp lại.